luôn chừng nó đồng đồng để ở tiền Ừ, nó không đúng là cái ngón chân nó quấu xuống đất vậy đó, nó quấu đất vậy thì cái khí nó mới thông, năm ngón chân nó thông được 6 đường kinh rồi mà chân mình khỏe ra liền. Rồi bây giờ có thở thức 11 như vậy nè, 11 nó có hai là đứng mép ngoài nha, đó mép bên ngoài. ngoài. Ừ, hai cái tay thì đang lại sau đầu đó, rồi cúi xuống đó, cứ nhấp một hai, mỗi ngày cứ đè sâu xuống 2 3 4, hay càng xuống nhấp lần 2 lần 3 càng đè sâu xuống tới lúc mình xuống không được nữa thôi, rồi cứ từ từ đứng lên. Hãy xuống 10 giây phải đứng lên 10 giây, đứng lên nhanh. Không sao thì từ từ xuống được. Ờ, xuống xuống mà cứ nhấp dụ gì nhấp cái thời gian cú xuống 10 giây thì đứng lên phải 10 giây, từ từ đứng lên, rồi từ từ đứng lên đó, lên lên lên, lên. Đứng lên cứ bung ra đó, thức 11 vậy đó. Thức 12 nó cũng giống vậy mà nó ngược lại, là đứng cái mép trong à, hai tay ra lại vậy, đang như vậy để giờ nó ngước lên phía trước đó, cứ đẩy xuống 1 4 5, cứ để vậy Xuống càng đó. sâu càng Càng tốt. sâu càng tốt, xong cũng đứng lên cũng vậy nè, cứ đứng lên để chéo tay, từ từ đừng làm nhanh, cũng là rồi rút chân rồi hết bài đó. 12 làm lại đi, 11 tới 12 dễ lắm, 11 là banh cái mép ngoài đè cái đầu xuống giữa hai háng đó, đan cái tay lại rồi ráng đè cái đầu nhẹ nhẹ thôi. 1 2 4 5 6, cho 6 cái này, rồi từ từ đứng lên, dần dần nữa lên có mấy chục luôn, từ 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 đứng lên. Mép ngoài đó cho nó căng cái mép ngoài chân, xong từ từ đứng lên. Ừ, mới đầu chưa quen xong, ừ từ từ đứng lên. Ừ, rồi bung hai tay ra rồi thả xuống, rồi thức 12 là đứng rộng cái chân mà cái ngón cái ở trong. Ờ đó, ngược lại hai tay úp ra phía trước xỉa ra vậy, rồi để xuống là có mặt nó nhìn lên trên đó, cứ dí xuống mà mắt nhìn nó giống con nai, nó nhìn phía trước đó, con nai cứ nhúng xuống 1 à, con nai nó nhìn cái này, thức của con nai đó, nó mạnh gan lắm đó, người gan nai nó có cái sừng nhờ cái thức này, cái đầu nó ngỏng ngỏng là vậy đó. Rồi rồi cái chéo tay lại đó, chéo lên ngực rút chân vô quơ một vòng phải Phật là hết bạn, hết 12 thức đó, thức 11 12 tập tập tới lui. Nó có cái bí của anh tụi thức này là cái rờ ngoài hai cái mép, căng hai cái mép ngoài cúi xuống căng lên nhớ cúi xuống, và dù cúi xuống 3 giây xuống 10 giây cũng đứng lên 10 giây, đừng cúi 10 giây à, nhồi cúi xuống lâu đứng lên từ từ hoa mắt liền. Đó, lên này. À, cô số 1 dạy đứng này. 12 cũng phải đứng rộng cái mép cái nằm nhìn đó, cúi xuống giống con nai, nó nhìn cứ ráng cúi xuống một con nai nó nhìn qua nhìn lại, không con nai nó không nhìn cúi đầu đó, nó nhìn trên không, thấy không, thấy đứng vậy không, thấy không, nai là thức của có đứng vậy cứ dí dí xuống dí xuống dí xuống dí xuống rồi xong nó chéo lại lúc một vòng đó. Tập xong 11 12 hôm nay hai thức mà tập thuộc ở lực cũng ngon rồi.